nếu bạn đang nghi ngờ dòng rùa nắp binh của mình gặp các vấn đề về đường hô hấp trước hết hãy xác định xem mức độ mà rùa đang gặp phải là gì nếu một con rùa chỉ mới mắc bệnh phổi nhưng bạn lại dùng liều cao để điều trị thì khả năng cao sẽ gây hại cho rùa và ngược lại vì vậy trong video này mình sẽ đi trực tiếp vào dấu hiệu và phương pháp điều trị phổi ở cả ba mức một phổi nhẹ rùa thể hiện dấu hiệu như lờ đờ lơ lửng sang một bên thường ngoi lên khỏi mặt nước và cũng bắt đầu chán ăn ăn ít trong trường hợp này bạn cần mua một đèn sưởi, điều chỉnh nhiệt độ nước lên 30 độ, nuôi ở nước vừa qua mai. Bệnh có thể tự khỏi. Quan trọng là không để nhiệt độ thay đổi đột ngột. 2. Phổi trung bình, lúc này rùa sẽ lờ đờ, lơ lửng sang một bên, từ chối xuống nước và bỏ ăn, hít thở bằng miệng. Phương pháp điều trị: sát trùng hồ, đèn sưởi duy trì ở 30 độ, mua hộp amoxicillin hoặc cezaidin. Bạn mở viên nén, cũng có thể là dạng viên, 0.5g, 0.25g đều được hòa tan trong nước rồi đặt rùa vào, tỷ lệ 300ml nước một viên, ngâm 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 30 phút. Nơi ngâm thuốc nên là trong chậu hoặc một hồ khác với nơi rùa đang ở. Lưu ý, nước ở nơi ngâm thuốc không được chênh lệch nhiệt độ với bể nuôi. 3. Phổi nặng, rùa hít thở bằng miệng, mặt lờ đờ, không xuống nước và bỏ ăn. Từ miệng có thể thấy chất nhầy trắng, phát ra tiếng ồn. Phương pháp điều trị, sử dụng 0,1 gam amoxicillin, cesadin, erythromycin, cộng 10 ml nước để pha loãng rồi tiêm. Có thể tiêm khi rùa mở miệng hít thở hoặc nhỏ thuốc từ mũi vào, khoảng 10 giọt mỗi lần. Lúc này có thể nhiều bạn sẽ sợ rùa sặc, nhưng đừng lo. Chúng sẽ tự đẩy một phần ra và một phần sẽ chảy vào đường hô hấp. Sau khi tiêm, cho rùa tự do vận động một chút rồi mới đặt vào nước ngâm thuốc. Làm sao để phòng ngừa bệnh phổi cho các dòng rùa nắp binh? Thường xuyên không đưa rùa ra khỏi mặt nước vì tranh lệch nhiệt độ có thể dẫn đến bệnh đường hô hấp. Trong mùa đông, khi thay nước và đặt rùa vào hồ, nhớ đổ đi một ít nước trước, sau đó đặt rùa vào. Nước sinh hoạt hàng ngày ít nhất phải vượt qua mai, ngăn rùa lộ ra khỏi mặt nước, gây ra chênh lệch nhiệt độ lớn, nhớ rằng không thể bị quá lạnh hoặc quá nóng đột ngột. Theo bố cục này, trong những video sắp tới, mình cũng sẽ trình bày rõ ràng 3 cấp độ của mỗi loại bệnh đối với dòng rùa nắp bình. Mong nhận được chia sẻ ý kiến từ bạn, để mọi người được học tập, chia sẻ lẫn nhau nhé.